Em giới thiệu với các bác, đây là con trà màu mồi nhá. Mồi này là mồi lỡ thôi. Nó nó con này là em đặt tên nó là clip C16 mồi đó. Con này thực ra là các bạn tập diệt là ok, tố chất rất hay đấy. Đấy, hot rất hay. Bạn nào thích thì mình để cho con này 700 nhá. Bạn về bạn chơi dần lên. Với cái mức giá 700.000 để mua một con trà màu như này này, các bạn yên tâm là rất là phù hợp, rất là phải chăng. Đó, hot rất tự nhiên. Chim này rất là thuần. Con này là C16 mồi lỡ nhá. Nó rất tự nhiên. Đấy. Rất chịu khó hót. Các bạn yên tâm là trên cái kênh Chim Cô Gái Hay này thì có rất là nhiều cái clip về cô gái, và để phục vụ cái đam mê chim cảnh thì mình có đăng thêm một số clip về trà màu để cho các bác, vì trong quá trình bán chim cô gái thì có rất nhiều bạn hỏi chim trà màu, chính vì nắm bắt được cái nhu cầu đấy là mình cũng sẽ phục vụ các bác, phục vụ anh em nó. Hot rất tự nhiên, ăn cám ăn hoa quả rất ok luôn. Đó. Và hứa với các bác rằng là đăng con nào, đặt tên clip như thế nào, mình sẽ dán luôn giấy băng dính vào luôn lồng của con đó. Đâm ra sẽ không có trường hợp nhầm hoặc là không đúng với chim. Đó, các bạn yên tâm là như vậy. Bởi vì đây là một kênh rất là có chiều sâu chiều rộng và đã có uy tín rất là lâu trên thị trường rồi. Nên là các bác yên tâm. Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ là số điện thoại 033 5305 982. Đấy. Con số 7 là con số của cầu thủ Ronaldo. Các bạn nào muốn tìm một chú trà màu để chơi thì đây là một cái phương án lựa chọn hết sức đúng đắn. Clip này là clip C16 mồi.
Chết. Chết mỗi lần mình đất đặt vỡ, nhưng giờ không đi giờ.